Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Có những người sinh ra đã ở vạch đích rồi các bạn, và cũng có những người sinh ra đã ở vạch xuất phát, nhưng có những người sinh ra còn ở loanh quanh đâu đó cách vạch xuất phát hàng ngàn cây số. Và hầu hết những người mà đang sống và đang làm việc hiện tại đang ở cái nhóm người thứ ba, đó là loanh quanh ở cách cái vạch đích rất là xa. Nếu may mắn chúng ta nằm ở vạch đích và bắt đầu trên con đường đi, hay tôi nói luôn đó là chúng ta đang có một công việc ổn định, thì tôi cứ ví công việc đó giống như là một con đường vậy. Khi chúng ta đang trên con đường đó bon về đích, thì đùng một cái có một cơn gió bay, gió độc nó bay qua, nó xô chúng ta vào bờ, và chúng ta lại lọ rọ để chúng ta lên con đường và chúng ta tiếp tục về đích. Khi chúng ta đang đi thì lại có một cơn sóng ồ một cái vỗ vào mình và đánh xa chúng ta ra khỏi con đường đó. Và xu hướng là chúng ta cũng đứng lên, hoặc là chúng ta bò về lại con đường đó để chúng ta về đích. Còn nếu mà xấu quá thì chúng ta phải chọn một con đường khác, bởi vì lỡ đâu nó xa so với con đường đó quá. Thưa các anh chị và các bạn, để chúng ta có thể tự tin, để chúng ta có thể đi trên cái con đường về đích đó một cách vững chãi nhất, chúng ta cần phải trao dồi cho chúng ta một cái kỹ năng mềm, hay là tôi nói luôn cho các bạn, đó là cái kỹ năng để sống. Nếu như chúng ta càng nhiều kỹ năng, càng nhiều vấp váp, cũng như là càng nhiều cái kiến thức để sống, thì chắc chắn chúng ta sẽ về đích một cách an toàn hơn, nhanh hơn và ít rủi ro hơn. Vậy làm sao để chúng ta đạt được cái đó? Làm sao để chúng ta có được cái kỹ năng đó? Đó là học. Chúng ta có kiếm được 100 triệu. Các bạn và các anh chị hãy nhớ, chúng ta hãy dành 30% để chúng ta đầu tư, tái đầu tư lại cho kiến thức của chúng ta. Đừng có sử dụng 100 triệu đó hết để làm những việc khác. Tái đầu tư và đầu tư cho kiến thức, đầu tư cho bản thân, đó chính là sự đầu tư thông minh nhất. Vậy đầu tư để làm gì? Chúng ta hãy học. Học, chúng ta có thể đọc sách, tham khảo trên mạng, và nếu được chúng ta sẽ tìm chuyên gia để học. Và ngày hôm nay tôi đến với tất cả các anh chị, quý bạn xem truyền hình video. Sau cái video này tôi sẽ ra rất là nhiều cái video về cái kỹ năng mềm, cũng như là tôi sẽ chia sẻ về cái cuộc đời của tôi, chia sẻ về những kinh nghiệm mà tôi đang có. Mặc dù nó nhỏ, nó ít, nhưng tôi mong là tôi sẽ giúp được cho tất cả các anh chị, các bạn. Và nếu ai xem mà cảm thấy học được gì thì cứ học, còn không học được gì thì đừng tiếc, cho tôi một cái like hoặc là một subscribe để ủng hộ cho tôi, có động lực để chúng tôi tiếp tục làm những cái video. Và tôi xin dừng video ở đây, và mong muốn mọi người sẽ ủng hộ video cho tôi.